À, xin chào chị, thì hôm nay lên thêm cây Lilon hàng của Pháp, mắt nâu trà anh chị ha. Cây này mắt màu nhàn nhạt, cũng có thể đi ngày đêm được. Hàng của Pháp, ngả vàng anh chị ha. Những cái dòng gọng nhựa này thì đeo rất là bền đấy nhá, kể cả những anh chị mồ hôi muối đeo cũng rất là ok. Cây này ngang khoảng 13,5 cho các anh mặt nhỏ của mình. 13,8 cho các anh mặt nhỏ và vừa đeo anh chị ạ. Anh mặt lớn thì phải đeo 14 thì cây này không vừa, nó sẽ hơi bị kích một chút. Chất kính thì còn rất là đẹp. Anh chị nào quan tâm thì nhắn tin qua Zalo cho em 090 2277 552. Em cảm ơn.